Tới đây là chú thấy ông Phật Ông Phật là thấy đây. ở ông Phật hồi xưa đó, Dạ. cái hình gì đó, rồi thấy bẻ tùm lum hết đó. Dạ. À, rồi chú tôi đây, chú xúc rồi chú ngồi vậy nè, khóc luôn, rồi cái cuốc để trên Chú vai vậy nè. quỳ chú khóc hả? Ờ khóc luôn, tự tự thấy ông nó là xúc xuống khóc luôn, Dạ. rồi khóc chú quay đi như đó dông đường này Dạ. đi, rồi đi tới đó cuốc mình đeo ở trên vai nè, Dạ. rồi gót rớt xuống ngay chỗ đó luôn. Cái cuốc rớt xuống ngay Ờ đó cái luôn. cuốc rớt trên vai mình ngay chỗ đó luôn. Ghê à. Ờ ai rồi chú mới chú khom để có cái cuốc gì nè, Dạ. rồi tới luôn đó cái Là mâm đó đó. cái mâm ở nhà chú đó ha. Đó cái mâm đó Là trong cái mâm đó có gì chú? có cái mâm với cái chén với cái ca nước mình á, Ca như nước. như ca mà nó ca nó đông. Vậy đó ha. Ờ Bằng đồng. bằng đồng, còn cái Rồi. chén là như là chén dĩa không à, không có tô, chén dĩa không à. Chén chén với dĩa. Ờ không phải cái dĩa không à, cái chén mình nó làm cái dĩa mình nữa. Cái ve ra hả? Ờ Rồi á, làm mấy cái chén lần? rồi nó như là 12 cái vậy đó. Lên. Dạ Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý cô chú anh chị, thì hiện giờ Châu Phú xin mời quý cô chú anh chị sẽ về chùa Ni Non, còn gọi là Nị Non cho dễ kêu nha quý vị. Thì tại đây là quý vị đã nghe kể về vùng năm non bảy núi. Nếu mà có ai mà may mắn đào thì cũng có gặp vàng, gặp đồng và thau đó, và những báu vật quý hiếm. Cho nên hôm nay Châu Phú mời quý vị và các bạn sẽ tìm hiểu đến một cái chiếc mâm mà bây giờ là gia đình của chú Châu Đen, nếu mà ai trả giá 1 tỷ cũng không dám bán quý vị, vì đây là cái chiếc mâm tâm linh chú đào ở ngay gần chùa Nị Non. Ngày xưa đó thì lúc đó có chùa chưa chú? Lúc đó là chưa có chùa nha quý vị. Và chú đào IT đào sắt ở những hố bom để kiếm tiền nuôi vợ con quý vị. Và sau khi mà chú đào tại cái khu chùa Nị Non này đã đến rồi nè, thì chú đào được một cái hũ vừa như là kho báu vậy đó nha quý vị. Ở trong đó đó là có cái gì với gì chú? Có cái chèn với cái ca với cái mâm đó. Cái chén, cái ca, cái mâm ha. Mà cái chén bằng gì chú? Đồng. Chén đồng luôn sao? Đồ ghê vậy. Chén bằng đồng luôn. Ha, cái ca đồng. Cái ca thì bằng đồng ha. Làm như cái ca nước mình á. À vậy đó ha. Ca đồng. Ca đồng. Rồi cái mâm đồng. Mâm đồng. Rồi cái chèn như là chèn mình vậy đó mình ta. Chèn nó đẹp lắm. Cái chén như cái chén mình nhưng mà đẹp lắm ha. Đẹp lắm. Chén chén giống giống chén kiểu xưa không chú? Chén nó đẹp lắm, bây giờ người ta lấy ăn cắp hết rồi. Ta chú bỏ nhà ăn cắp hết ha. Ừ. Rồi và ngày xưa là chùa này chưa có xe cắt hả chú? Chưa chưa cái xây gì hết. Vậy đó ha. Chưa có nhà có gì, toàn là ruộng không à. Ruộng không ha. Ruộng Chú không. đào cái lu đó đã bự không chú? Cái lu đó như cái lu mình đãi nước vậy đó. Lu cái gì, da bò đó. Lu da bò hả? Cái khạp da bò ha. Khắp da bò đó. Rồi sao chú không bưng cái khạp đó về luôn? À, biết đâu mình lo lấy mấy cái đó rồi mình đi xe đạp không à. Lấy về bán, bây giờ bán được nhiêu tiền chú hồi đó? Hồi đó cũng là bạn cũng vài trăm ngàn vậy đó. Nghe nói có cái tượng Phật nữa hả? Tượng Phật phải đảo đó không? Không, cái tượng Phật đó không có đào ở đó, cái đó là đào bên nuôi ấy á. Tượng Phật là chú đào chỗ khác nữa ha. Khác nữa. À vậy ha, tượng Phật bay lớn. Phật nhà nhỏ vậy nè. Nhỏ nhỏ ha. Mà ông ăn thịt chó Phật bay đi ha. Phật bay đi rồi. Rồi chờ, vậy là trong trong đây là bây giờ chú dẫn con đi vô trong khu mà cái nơi mà chú đào được á ha. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Kính thưa quý cô chú anh chị, chú Phú sẽ bấm thắng cái nha mới đề máy được. Nó tắt luôn rồi. Ở đây Ủa sao chết máy luôn mà Tàn. Nè cầm giùm con ơi, cầm con cái ha. Ok, tiếp tục chương trình.
Và kính thưa quý cô chú anh chị, ở tại chùa Ni Non này, chùa dân tộc đó vị, thì người Cam thường thường là chú Phú thấy có những ông rồng đó vị ở hai bên, giống như là một nơi thì một bên thì 7 ông, bên thì 5 ông nữa vị, cũng rất là lạ. Đây là ông gắn giống như ông gắn hổ mang mà để bảo vệ cho Đức Phật tới lúc mà ngày tu đó vị, ở trong núi rừng đó. Và Nam Mô Di Đà Phật. Và bên đây là có hai vị hộ pháp nha các vị. Thấy hai vị hộ pháp này có hai cái nanh lên rất là ghê nha các vị. Dạ. Ngày hộ pháp mà ai mà yếu là đi vô chùa này không được nha các vị. Đi ngang ngày hộ pháp lấy hai cái cây đen đó đập là xỉu này đó. Và kính thưa vị, bây giờ chùa Ni Non Châu Phú đang trên đường chạy vô cổng chùa. Dường như ở trên đây, Châu Phú nhớ không lầm là chùa Ni Non này có cái giếng tiên nữa vị. Nhưng mà không biết đúng là cái nơi mà ngày xưa Châu Phú đã tới không. Châu Phú mời quý cô chú anh chị sẽ đồng hành đi vào trong chùa Ni Non này nha. Và Châu Phú thấy kiểu dáng đó, những cái tảng đá rất là đẹp nha vị. Đây, bây giờ tới chùa Ni Non. Cái núi này núi gì hả chú? Núi Ni Non là Non luôn nha vậy. Chùa Ni Non và núi Ni Non. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Hình như đúng rồi chú ơi. Cái nơi này mỗi lần con có vô qua đây con quay cái giếng tiên cho bà con xem nè. Đây tới quý vị ơi. Và Châu Phú sẽ tìm chỗ gửi xe. Các sư đang học tu nha vậy. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Kính thưa quý cô chú anh chị, hiện giờ Châu Phú đã về đến chùa Ni Non. Thì kính thưa quý vị, ở trên những nóc chùa nữa vị có rất là nhiều ông dài biểu tượng cho rắn vị. Thì kính thưa quý vị, ở đây ngày xưa có ông Lục Cà Cha ở nơi đây, thì ông có nuôi một cái cặp rắn ở trên cái núi Ni Non này nữa vị. Và kính thưa quý vị, trên đó có một cái tàn cây rất là to. Thì trong những cái lúc mà cũng như hàng tháng đó vị, ông đi lên một ngày hai ngày vậy đó để mà ông cho những cái ông gắn đó ăn. Và nghe nói một cặp gắn rất là lớn, cho nên khi Châu Phú trở về chùa Ni Non này nè, thì Châu Phú nhìn thấy ở trên nóc chùa rất là nhiều ông gắn. Nhưng mà khi mà đi ông Lục đi tới đó đó vị, đọc câu thần chú thì bắt đầu hai ông gắn bò ra. Nhưng mà từ khi mà ông Lục viên tịch rồi đó vị, thì là các ông gắn dường như là biệt vô âm tính. Nhưng mà lâu lâu bà con đi làm gãy trên đó đó vị, thì gặp các ông rồi bò càng bò nỉn bỏ chạy hết trơn vị. Cho nên hôm nay Châu Phú xin nhắc đến đến quý cô chú anh chị là cái câu chuyện của ông Lục Cà Cha và những cái nóc chùa thường thường có những ông rắn nữa vị. Rắn có thể quá gồng nha vị, các vị tu á, thì bởi vì là mọc sừng lên trên đó vị, rắn này là rắn chúa nha. Và hôm nay Châu Phú đồng hành chung với chú Chao Đen. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Chào chú Chao Đen nha. Dạ. Thì thưa chú, ở đây nè chú, con thấy là trên nóc chùa thì ngoài có các ông gắn, có các vị nữ thần hay là tướng hay là gì chú? Chú nhìn biết không? Ở cái này hồi xưa là ông Lục làm xây dân vậy đó, làm gì đó, không đó. À vậy đó ha. Đây nè, đặc biệt một điều là ở đây có các vị thần nữa vị. Thì là những cái... ông á vị, những tổ ông đó, tại sao cây cối nhóc hết trơn mà không làm tổ đóng tổ, nhưng mà các vị này đi về đây để mà đóng lên trên những cái cánh tay nữa vị, của các vị nữ thần ở đây nè, nữ thần rồi có nam nữa nha vị, có đội mão nữa nè, đặc biệt là trên các vị này đều có tổ ông hết trơn nha vị, đây đều hết trơn luôn, 1, 2, 3, đây 1, 2, 3 nữa vị. Đừng có đi gần nó quá nha. 4, 5, 6. Thấy rất là nhiều ông. Và ở đây là có vị nữ thần này nè, là đeo tới chân luôn nè quý vị. Đây. Đây đeo tới chân luôn nha quý vị. Đây nè, đeo ngày tới chân luôn. Đó là một cái câu chuyện rất là linh thiêng, màu nhiệm nha quý vị. Tại vì là loài vật mà còn biết mà về chùa mà tu hành náo nức như vậy nè quý vị. Người sao chẳng rước hồng trần, đó là những cái câu nói của Đức Thầy.
À, chào chú, nhưng mà chú nhìn thấy đó là cây cối nhóc trơn, đúng ra tổ ông là phải làm trên cây phải không? Đúng rồi. Nhưng mà bây tại sao nó không làm, nó làm trên các tượng nữ thần này. Các tượng nữ thần. Dạ dạ ha, đặc biệt ha. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Đó là một cái chuyện cũng rất là lạ. Và kính thưa quý cô chú anh chị, cho Phú xin giới thiệu đến quý vị nữa. Thì ở đây đó có hình ảnh của Đức Phật Bổn Sư. Đó, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nữa vị. Đó, thì ông không có dám lại ngay chăng ngài để mà đậu nha, mà đậu trước mặt ngài. Ở làm tổ ngay đây nè. Đây nè quý vị, làm tổ trước mặt ngài, ngay chăng đệ tử của ngài để mà quỳ lại đó vị. Là tổ ông ở phía sau lưng của vị đệ tử của Đức Phật nữa vị. Đây. Đó. Dường như muốn ám chỉ một cái điều gì. Các chú ông này cũng biết quy y và tu hành nha quý vị. Rồi tiếp tục với chương trình. Thì Châu Phú mời quý cô chú anh chị sẽ đồng hành đi lên trên núi để mà tìm lại cái nơi tích cũ của chú Trao Đen, tìm gặp một cái hũ cũng như là báu vật đó vị. Và hiện giờ cái mâm đó kêu 3 lần, chú đã bán 3 lần nhưng mà cái mâm kêu lấy về 3 lần đó vị. Ở cho nên là chú bây giờ trả 1 tỷ gia đình cũng không chịu bán luôn quý vị. Và chào chú Trao Đen, ngày xưa chú về đây là ở đây là có hai cây cột đó sẵn hả chú? Có hai cây cột đó sẵn đó. Qua chùa ngày xưa cũ lắm hả chú? Hồi xưa là vậy ha. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Và cho Phú mời quý cô chú anh chị sẽ tiếp tục chương trình. Tại vì bên kia là các sư đang học quý vị. Cho nên là cho Phú đi hướng bên đây. Ở đây là có các chú chó núi nha quý vị. Và kính thưa quý cô chú anh chị, đây là những cái bậc thang đi lên rất là uy nghi, tráng lệ, vàng nha vị. Dường như là chúng ta đang đi lên hai chú rồng vàng hai bên quý vị, đi lên một cái ngôi chùa rất là đặc biệt nha vị. Đây, hai cái cây này, hai cây gì mà hồi xưa tới giờ là hả chú? Cái đó là hồi xưa giờ đó, hay gì đó. Không biết tượng trưng cho gì nha quý vị. Hai cây này là hồi xưa, hồi thời chào Pháp tới giờ đó quý vị. Rất là lâu đời rồi. Và ngày xưa có bị dội bơm ở đây nè quý vị, thời chiến tranh đó. Cho nên ngôi chùa cũ bên kia kìa, Quan Phế giờ ha. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Và tiếp tục chương trình. Thì cho Phú mời quý cô chú anh chị sẽ đồng hành lên. Wow, đẹp quá. Mấy con chó không, mấy con chó này không có dám lên trên chánh điện ha. Đứng ở dưới sữa chứ không dám lên chánh điện nha quý vị. Kính thưa quý vị, tiếp tục với chương trình. Thì cho Phú thấy có những cái vần mây đẹp lạ quý vị. Và đây là những tảng đá khổng lồ quý vị. Ở nằm ngay chân chính giữa của những ngôi chùa nè. Rất là đẹp. Kiến trúc cổ xưa. Ông này chắc ông rộng quá chú. Rộng. Ông phùng mang kìa. Rắn quá rồng ha. Đẹp quá. Đó, cái này như là nó làm hồi xưa vậy đó, nó gọi nó bể gì đó, nó đập bỏ vậy đó. Hồi xưa là bể vậy đó ha chú. Bể vậy đó. Cái lúc mà chú lên ha. Không có người. Không có người ở ha. Không. Là bị đập bể vậy đó. Đập bể vậy đó. Rồi ông Phật hồi xưa đó nó đánh, nó đập, nó bể, nó lấy cái mắt. Lấy cái gì chú? Lấy cái con mắt ông mắt. Phật hồi xưa đó. Dạ. Con chó chua này nè. Ghê vậy? Lấy mắt hả? Bộ mắt nó quý lắm hả? Chú không biết chứ. Qua mắt đó chắc bằng ngọc đó chú. Chú không biết chứ. Đây nè chú, ngôi chùa xưa nè phải không? Hồi xưa vậy đó. Ngôi chùa này kính thưa vị. Đó. Bể gãy. Thời kháng chiến bị dội bơm.
bắn banh hết trơn ha. Nhưng mà để lại đây để mà làm một cái di tích, cái kỷ niệm ha của ngôi chùa xưa. Ủa ngày xưa chú gặp ông Phật ở đâu? Bên này nè, bây giờ người ta làm hết rồi nè. Làm hết rồi ha. Người ta làm xây dựng. Đi, tiếp tục luôn ha. À. Đi, quen con. Quen. Đi. Lên chú ơi. Đi, không sao đâu. Không sao. Quen con. Wow. Trời ơi, đẹp quá quý vị ơi. Đẹp quá. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật. Nam mô Thập Phương Pháp. Nam mô Thập Phương Tăng. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy. Hoàng Thượng Đảng Đại Thần, Chư Quan Cụ Thần, Chư Vị Sơn Thần, Chư Vị Năm Non Bảy Núi, cảm ứng chứng minh. Hôm nay con cho Phú Thiên Cấm Sơn trở về đây sơn nguyện cải hóa ăn năn, làm lành lánh dữ, quy y theo mấy ngày tu hiền theo Phật đạo. Con xin cung kính các chư vị sơn thần, chư vị Năm Non Bảy Núi, Đức Phật từ bi cho con xin phép được quy phim những câu chuyện tâm linh Phật pháp nhiệm màu để cho bà con hiểu rõ nhiều hơn về những câu chuyện linh thiêng để mà tinh tấn tu hành để hồi hướng cho củ quyền trăm họ và bá tánh vạn dân. Và Nam Mô A Di Đà Phật. Quá đẹp, không gian quá đẹp quý vị ơi. Và Nam Mô A Di Đà Phật, giống như cảnh tiên ạ. Hồi đó đâu có cắt chua gì đâu mà như dạ đẹp quá chú. À. Đây thì ông Lâm Mỹ, bà Trần Thị Chanh Thi, ấp Xẻo Cốc, xã Lai Hòa, Vĩnh Châu, Sóc Trăng. À, cái này là các ông bà cúng dường ha. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật, quá đẹp. Đi tiếp tục luôn quý vị. Đây là một tượng Phật nằm rất là trang nghiêm, đẹp tuyệt vời. Đây quý vị, tượng Phật nằm rất là đẹp luôn quý vị, rất là trang nghiêm. Rồi, kính thưa quý cô chú anh chị, chú Phú mời quý vị và các bạn sẽ tiếp tục đi khám phá. Đặc biệt một điều, các chú chó ở đây nè quý vị, không có dám vô ngồi chánh điện nha quý vị. Chắc nơi đây là các ngài cũng là có cái chân linh tại đây. Cho nên các chú chó có sửa gì sửa, nhưng mà cho Phú đi vào chánh điện đó là các chú chó rút quân đi quý vị. Và kính thưa quý vị, ở đây thì cho Phú thấy có hình của một vị nào ở ngay trong đây. Đó, hồi đó ông Phật, Phật nằm ở trong này nè. Ông Phật hả? Ông Phật hồi xưa đó, nó đanh, nó đập, nó bể lum ở đây luôn. Hồi xưa hả chú? Hồi xưa đó. À. Cái này mới ông Lục làm lại nè. Hồi đó là không có vậy, như là vậy đó, rồi đanh đập bể, nó bắn lum. Vậy đó, nhưng mà cái pho tượng này nè chú, con thấy cái pho tượng của Đức Phật này nè, rất là đẹp nè chú. Cái pho tượng này đắp bằng tay nè, chứ không phải là không phải bình thường đâu chú. Đắp bằng tay thủ công á, công phu. Này con nghĩ hồi xưa dữ lắm xưa đó chú. Vậy đó. Ha. Hồi đó hai rồi, vậy đó, đại rồi nó bắn bể rồi đập lấy cái nè. Đập bể nè, ở dưới đây nè bị lủng luôn nè chú. Lủng xuống luôn nè. Ha. Giờ bây giờ còn thấy không đó, có mình nó đi coi mấy chai đạn bắn nát hết luôn. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Và ở đây nè chú, con thấy ở đây có ai nắng cho cái hình của cái chú Châu nè. Ở cái nó cái làm gì đó. Ha. Đẹp ha. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Ồ, có ngài Cử Đa nữa nè. Này có ngài Cử Đa nữa nè. Vậy ơi. Đây chú Chào Đen đang quét nha vậy. Chào chú Chào Đen ơi. Dạ. Chú gặp ông tiên đó có giống như hình tướng của ngài này không? Hồi đó là năm gì đó rồi hai ba ông Phật gì đó mà bể gãy hết rồi. Không. Quanh chú mà gặp ông tiên ở trên núi á. Gặp trên núi đó hả? Dạ. Đó ông như ông này nè, ông cao gì đó. Vậy hả?
Đúng vậy đó, ổng treo, ông mang treo vậy đó. Là chú gặp ở bên núi Cấm ấy ha. Có cái hình tướng giống y gan vậy này vậy đó ha. Ổng ốm, ốm hơn ha. Ốm, ổng cao. Nhưng mà có cái treo giải y gan vậy đó ha. Y chang vậy đó, làm như y hệt vậy đó. Rồi. Dạ. Vậy sao y gan hình đó đó. Y hệt chị đó. Y gan ngày. Y chang vậy đó. Vậy là y gan ngày cứ đa ta. Y gan ngày cứ đa. Ha, đi, đi chú ơi. Tiếp tục luôn. Ông Lục Cà Cha là ngày tu là ngày đâu 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 có để tóc hả chú? Đâu có để tóc đâu. Vậy ha. Vậy là ngày đó là ngày cử đa đó. Còn bên đây là chùa, chùa xưa quý vị. Và chú đào ở đâu chú? Đào cái hướng nào? Hướng này nè. Hả? Hướng này nè. Hướng này chỗ nào đâu? Chỗ ngày người ta làm trên đó. Ngay chánh điện luôn hả? Ừ. Hồi đó đâu có làm đâu. Vậy hả? Hồi đó đặt vậy nè. Có đặt. Giống nè. Giống gì không? Đó đất giống gì không nè? Đó, giống như đó đó. Giống ông đào vậy đó hả? Rồi đi đó chú đi tới đây là chú thấy ông Phật. Ông Phật là thấy đây. Ông Phật hồi xưa đó. Dạ. Cái hình gì đó rồi thấy bẻ tùm lum hết đó. Dạ. Rồi chú tới đây chú xúc giò chú ngồi vậy nè, khóc luôn, rồi cái cuốc để trên vai vậy nè. Chú quỳ chú khóc hả? Khóc luôn. Tự thấy ông là xúc xuống khóc luôn. Dạ. Rồi khóc chú quay đi đi đó dông đường này. Dạ. Rồi đi tới đó cuốc mình đeo ở trên vai nè. Dạ. Rồi gớt xuống ngay chỗ đó luôn, cái cuốc gớt xuống ngay đó luôn, cuốc gớt trên vai ngay chỗ đó luôn. Ghê à. Rồi chú mới chú khom để có cái cuốc vậy nè. Dạ. Rồi tới luôn đó. Là cái mâm đó đó, là cái mâm ở nhà chú đó ha. Đó, cái mâm đó. Là trong cái mâm đó có gì chú? Có cái mầm như cái chén với cái ca nước mình á. Ca nước. Như ca mà nó ca nó đông. Vậy đó ha. Bằng đồng. Bằng đồng, còn cái chén là như là chén dĩa không à. Không có tô, chén dĩa không à. Chén với dĩa ha. Không phải cái dĩa không à, cái chén mình đó nó làm cái dĩa mình đó. Cái dĩa ra hả? Rồi á làm mấy cái chén lần? Rồi nó như là 12 cái vậy đó. Chén là được 12 cái. 12 cái. Rồi chú chén có đem về nhà không? Có. Rồi chú trong đó là có chén nè. Có chén. Rồi có ca đồng nè. Có ca đồng với cái mâm. Cái mâm. Rồi còn gì nữa? Chú bán được 150.000 đó là bán gì với gì? Cái đó như là như cái đó như thao vậy đó, như mình mang lắc nhắc đó, cái nào chỗ nào hư hư á, rồi mấy cái một ngà voi. Ngà voi nữa ha. Ngà voi một như người ta cưa một miếng khúc nè. Khúc có một khúc ngà voi luôn. Có một khúc ngà voi luôn. Là trong đó chú nhớ kỹ được mấy món nè, chú kể ra từng món nữa. Là cái chén nè. Dạ. Rồi chén 12 cái chén. Với cái ca đồng á. Ca đồng. Ca đồng là được mấy cái? Có đó cỡ 10 cái gì á. Dữ à? Đây vậy đó. Rồi mấy cái trứng mình trứng, cái trứng mình như là mình đẩy cái trứng mình đẩy cung á, để cúng á ha, cái chung á ha. Đẩy cái chung ở đó luôn mà nó hơi mốc hết rồi. Mốc. Nó mốc. Cái chung xưa ha, nó bị có mốc mốc lên đó phải không? Cũ đó, phải không? Như cái hồi đó như mình như cái nhôm mình đó. Chung giống như nhôm đó. Vì là có thể là cái rồi nó có cái trừ phép ấy không. Vậy đó ha. Ghê ta. Rồi nhờ chung. Rồi còn cái gì nữa? Rồi mấy cái ngà voi đó. Ngà voi. Voi một miếng đó, để dưới luôn. Để dưới luôn. Nằm ở dưới hết. Cuối cùng là ngà voi nằm ở dưới hết. Dạ. Rồi cái mâm thì đậy lại. Cái mâm thì đậy ở trên. Rồi cái mấy chú lấy cái mâm nó ra, rồi mấy chú lấy cái chén. Dạ. Lấy cái ca đồng đó đó. Ca đồng. Rồi mới tới cái ngà voi. Vậy đó ha. Là chú đem đi bán hả? Rồi mấy cái thấy nó mốc mốc rồi mình chú đem đi bán. Móc móc rồi đem đi bán rồi. Còn cái nào mình còn nguyên á thì mình đem về nhà. Rồi để cắt ở nhà, rồi để nhà giết người ta ăn cắp một cái, hai cái, một cái, hai cái, giết hết luôn. Vậy nè ha. Còn cái mâm đó đó. Là bây giờ còn được cái mâm đó. Yeah. Nhưng mà cái mâm đó tại sao mà không bán luôn? Không bán thì bán thì vợ thì bán hai lần. Dạ. Yeah. Rồi nó đi kêu lại vậy đó. Không có cho bán. Cái mâm kêu lại ha. Kêu rồi vợ tôi đi bán rồi tối sáng nói đi kêu lấy cái mâm nó lại.
không có chỗ bán đó, vậy đó à. Rồi hai lần đó. Theo mà chú nghĩ đó là ngày xưa chú lên đây là chùa là các sư sãi là đi hết trơn ha, à, quan tàn rồi đó. Ở cho nên đó là chú nghĩ cái mâm đó là của các ông Lục ngày xưa, ờ, ông Lục hồi xưa chú? Đúng đúng chắc của ông hồi xưa á, ông Lục xưa ha, ông Lục hồi xưa đó chắc nghi vậy đó ha. Ờ, nhưng đâu mà phải là ở giờ đâu, giờ dạ, đó có ai mà để chôn chi. Dạ đúng rồi. Chắc hội chiến tranh á. Dạ dạ. Hồi xưa đó, xưa mình cũng không biết chiến tranh làm sao mà rồi sợ ông lúc đem chôn vô đó đó. Chôn xuống dưới. Nhưng mà lúc mà chú đào là không có tượng Phật vậy chổng ha. Không, tượng Phật đó là bên mình... ở trong đó không có, trong cái lưu đó không có tượng Phật chổng ha. Không có tượng Phật. Dạ. Vậy là chỉ có những cái bảo vật thôi. Ừ, bảo vật đó. Nhưng mà cái mâm mà chú đào được á là con thấy làm thủ công bằng tay. Đó, nhưng mà bây giờ hiện giờ nè, nếu mà vợ chú không chịu bán rồi, nếu mà trả giá cao chú bán không? Chắc không bán. Không bán luôn hả? Chắc không bán. Vậy đó ha. Tại sao mà con trai chú ghê khẳng định là trả 1 tỷ cũng không bán à? Ừ, nó không bán. Mà giờ chú bán không? Không. Tỷ mốt cũng không bán luôn hả? Không bán. Sao không bán đằng các nhà? Không, đại vậy đó. Vậy ha. Đại kỷ niệm mình hồi xưa mình nghèo khổ vậy đó. Mình đi bây giờ mình được cái đó mình cũng có phước rồi. Rồi bây giờ giàu chưa? chưa còn đủ sống qua ngày thôi. Vậy hả? Đủ ăn đủ sống ngày xưa nghèo khổ giờ cũng đủ sống rồi chứ không đủ hả? Sống mà không có thiếu mà không nghèo hồi như hồi xưa nữa. Vậy ha. Đó là mình cũng đủ ăn đủ sống vậy đó. Vậy ha? Núi núi ngày xưa là con. Ngày nào chú cũng đi rừng chứ hả chứ? Đi vậy đó. Đi khắp cái núi này tới núi kia vậy đó. Dạ. Khắp núi này tới núi kia ha. Là chú nhớ rõ ràng là khi mà chú tới đây. Tới đây nè. Là chú quỳ lại Phật ha. Tới đây là chú xúc cái giò xuống à. Là Phật ở đây là cũng như là chú thấy bị bể hết trơn. Bể người ta bắn, bể người ta quánh bể hết rồi. Dạ. Rồi cho xin lỗi cái đầu ông Phật á. Dạ. Nó quanh bể rồi mấy cái nó móc cái móc mắt á. Mắt ha. Á. Ừ. Mắt lấy luôn. Ghê vậy. Rồi nó đập bể gớt ở đây tùm lum nè. Vậy là con nghĩ là cái tượng Phật xưa đó chắc là mắt là làm bằng ngọc hay gì mới. Mà chú không biết nó lấy hết rồi, nó móc lấy hết rồi. Nhưng mà chú nhớ chú có gặp cái tượng này không? Con thấy tượng này cổ lắm nè. Đây nè, tượng ông Phật này là đúng ra là hồi xưa tới giờ đó chú. Con nhìn thấy cổ lắm nè. Các vị này ở đây Đức Phật ở đây cũng cổ dữ dằn luôn đó. Không, cái này chắc nó mới xây dựng lên nè. Cái ở dưới đây là xây dựng nè, nhưng mà Phật nè, Phật nằm nè. Phật nằm này cũng là hồi đó không có cái như Phật ông Phật này nè, dạ, đứng như nè. Ông Phật này nè, hồi đó có đứng lên như nè. Dạ. Không mà cái lỗ này là cũng cũng nhỏ đó. Cái lỗ này bự hơn ha. Cái này ông Phật chắc là gáp lại đó chú. Ông Phật lớn chắc bể rồi đó. Bể rồi. Người ta đập bỏ đó. Đâu quánh bể hết rồi. Dạ, tới dạ. Chân hồi xưa này. Thầy Chiến ha. À. Cái chân con ha. Chân con đó. Đó. Hồi đó người ta ai xây cái này? Dạ. Chưa xây dựng chú cái này. Vậy là ngày xưa là chú khi chú quỳ xong là chú đi vòng qua bên đó. Vòng qua rồi tới đây là đi đường nào? Chú đi đường nào? Này nè, như là mình quỳ rồi đi đường trước luôn ha. Mình quỳ ở đây rồi mình lấy cái cuốc để trên vai đó. Dạ. Rồi đi mình đi xây qua bên đường này. Đó. Đi xây đường này nè. Đâu, đi đâu là cái điểm là chú nhớ theo mà chú nhớ cái. Bây giờ mình nhớ cái trí nhớ của chú đó là ngay điểm nào là chính đâu. Rồi mình đi đó, chú đi gì đó, rồi tới tới đây nè. Chắc nó nằm phía bên đây nè. Dạ. Bây giờ ta xây lên nè. Dạ. Đó, chú đi gì đó. Dạ. Rồi đó, tới đây là gớt cái cuốc xuống đó. Gớt cuốc xuống đây. Gớt xuống. Dạ. Rồi mới chú khom cao vậy nè. Rồi đào. Gặp cái mâm đó. Là gặp cái mâm ở ngay trong khu này đây ha. Khu này nè. Dạ. Bây giờ người ta xây dựng lên rồi mình. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà khu này chắc hồi xưa chắc thấp. Bây giờ có đâu như vậy đó. Ở thấp xuống giống vậy như nè ha. Như vậy đó. Như đất cát vậy đó đó. Kính thưa quý vị. Vậy đó. Giống như đất cát vậy đó nha. Hồi đó có ấy đâu. Đất vậy đó. Dạ. Đặc biệt hả chú? Nhưng mà chú thấy một điều, một cái tâm linh nữa đó chú. Ngay chăng cái điểm mà chú đào được đó là hiện giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang nằm cái hình tướng với nhập Niết Bàn này chú. Nè. Thấy không? Nè hình tướng của Ngài nè. Thấy không? Ngay chăng cái điểm chính luôn. Ngay điểm chính mà chú đào ngay chăng đây. Mà sau này là Phật về đây nằm. Thấy không? Thấy linh không? Rất là đặc biệt ha.
Và kính thưa quý cô chú anh chị, chú là người dân tộc Khmer, thì có sao thì chú kể y gan vậy đó vị, cũng không có mà thêm bớt hay là cho phú cũng không có thuê mướn gì nấu thêm nấu bớt phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Cho chân mắt coi rõ rồi còn gì nữa. Cho rõ đi vô đây thì cũng xin phép các ông Lục. Ông Lục. Để mà cho phú được quay phim. Nhưng mà chú bên đó có một cái đám mây kìa chú. Đám mây bên đó đèn kéo tới lạ quá chú. Đèn quá chắc sắp sửa mưa lớn tới nè chú. Đúng rồi. Giống như ông dồi ông ngóc đầu lên với người ta. Đó giống như cái dồi bên đây nè. Không. Đó kìa. Thì gan cái dồi ông dồi kìa. Rồi. Ha, cái vòi ngóc đầu lên đó chú. Ha, đặc biệt đó chú. Và vâng, kính thưa quý cô chú, bây giờ là mây cũng đã kéo tới vậy vị. Và bây giờ hai chú cháu mình á là sẽ tiếp tục đi lên phía trên chú. Còn nhớ trên có cái giếng tiên, sẵn đây cũng quay nhắc đến quý cô chú anh chị xem để mà mình biết cái đó là cái giếng tiên luôn. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, lúc nãy cho phú quay hai máy mà một máy bị hư âm thanh quý vị. Cho nên á là ở cái nơi này cũng là rất là linh thiêng nha quý vị. Đó, và bây giờ cho phú tìm đường đi lên trên giếng tiên. Chắc là đi đường mé ở đây quá chú. Dạ. Trên đó có giếng tiên chú ngày xưa chỉ lo kiếm tiền không chứ đâu có biết về mấy câu chuyện cổ tích nữa hả chú? Chợ đâu có biết chuyện cổ tích hồi xưa nghĩ đâu mình kim lo nuôi vợ con á. Con nhớ có đường lên giếng tiên mà con không biết đi đường nào. Qua đây nè. Đi. Qua coi qua. Thử coi chú. Mà không có đường đó, cũng đường này. Đây nè quý vị. Đường lên giếng tiên nha quý vị. Và chút xíu nữa cho phú mời quý cô chú anh chị sẽ đồng hành cùng với cho phú sẽ đi tìm về nhà chú để mà quay cái mâm nha quý vị. Cái mâm bây giờ là ta trả 1 tỷ mà không bán đó quý vị. Gia đình cứ nói vậy đó. Nè chú ơi, bên đây có dây nè chú. Dây nè. Đó hồi xưa đất vậy đó. Con biết rồi, đó đất vậy đó. Đất gì đó ha. Không có gì nữa. Bây giờ không lẽ cái này nên hồi xưa nè. Có khi nào chú đào ông hồi coi còn cái nào nữa. Vậy là chắc là về chú nghèo quá chú, lúc đó nghèo lắm hả? Trời ơi, nghèo không có gạo ăn luôn á. Không có gạo ăn. Không có gạo ăn hoa vợ túi. Rồi á là lại đây chắc khổ quá cho nên các ngày cho á vậy. Rồi đi con đi học rồi nó khóc rồi còn nhỏ nhỏ đó. Dạ. Vậy đó ha. Nhưng mà tại sao á mà lúc đó ông tìm được rồi á là sao đi ăn thịt cầy với ăn thịt chó chi mà để cho khổ hơn vậy? Bây giờ mình đâu có biết đâu. Dạ. Kính thưa quý vị, và bây giờ là đi lên giếng tiên thì á cho phú nhìn thấy nè quý vị. Đây giống như là ông gắn vậy đó quý vị. Ông dài có cái lử nhà đưa ra nè chú. Tảng đá y gan ông dài đứa lửa. Đúng rồi. Ngóc đầu ha. Ngóc đầu. Như vậy nè. Thấy không? Cũng lạ ha. Nhưng mà có khi nào ông nhìn đây coi còn cái hũ nào ở đây không chú? Chắc không còn đâu. Chắc con đang ngay cái điểm chánh đó. Nhưng mà chú khi mà chú đào được rồi thời gian sau chú có trở lại khu này để chú đào tiếp tục nữa không? Không. Không dám lại sao? Con lần đó là đi làm chỗ khác nữa. Không lại đây nữa ha. Không lại đây nữa. Hồi không lại đây thì bây giờ ông Lục làm chùa đó đó. Yeah. Hồi đó. Nhưng mà chú đào được đó, lúc đó chú mừng không? Cũng mừng chứ, mừng sao mừng là mình đi bán có tiền mua gạo rồi cho con ăn gì đó, có vậy tiền có gì. Lúc mà đào được rồi ông có đào gần đó luôn không? Không. Đào điểm là thôi hả? Có một điểm đó, để như cái cuốc nó để trên vai vậy nè, nó rớt xuống đó. Rồi được là lấy về luôn. Là lấy một điểm một rồi chú một điểm chú một. Thấy rồi về đó ha. Rồi sao mà không trở lại kiếm nữa, còn báo giặc gì nữa không? Không. Không dám rồi sao? Không dám, mình hơi cũng sợ đó. Hồi đó còn con đi làm hoài vậy đó mà. Cũng sợ, chắc sợ người ta nói mình ăn cắp rồi. Không, hồi đó không có nói như là mình đi đào gì đó, người ta không có nói. Yeah. Hồi đó là đâu có ông Lục cái gì đâu, còn là gây đó, gây tùm lum ông Phật, ông nó gây trời ơi, đi. Ha. Đi, hai chú cháu mình lên, tiếp tục luôn ha. Nè, cầm đu dây, rồi chú đu lên đi, rồi con đu lên. Chú đi núi quen nha quý vị. Tới Châu Phú thì chắc phải nắm lên. Dạ. Dạ. Rồi, tiếp tục đi lên. Kính thưa quý cô chú anh chị, đây là một cái hình ông dài, ông gắn quý vị, phùng mang.
có lử lè ra luôn quý vị. Đó, mà Đức Thầy cũng trong sám giảng có câu đó, gắn kia tên gọi mãn xà. Trên rừng nó xuống nó tha dương trần quý vị. Ai mà tu tỉnh chuyên cần làm đường ngay thẳng có thằng độ cho. Rắn to tên gọi mãn xà chứ cho Phú nhớ vậy đó quý vị. Nhưng mà có lộn thì mong quý vị thông cảm nha. Đây quý vị ơi, đây là một cái hình tượng rất là đặc biệt. Và đây là cái lử nữa quý vị. Thôi cho Phú quay cái lử dưới cho quý vị xem đó. Đây tiếp tục luôn. Con chào xong bàn cái đáy sục đầy rồi. Và kính thưa quý cô chú anh chị, khi mà trở về chùa Nị Non đó, thì quý cô chú anh chị đừng quên đi phía sau chùa đó, thì có giếng tiên rất là đặc biệt mà bà con từ ở dưới Sóc Trăng trở về đây quý vị, để mà thỉnh nước ở trong giếng tiên này uống. Cho nên Châu Phú cũng cố gắng đi lên đây để quay gửi đến quý vị video cho trọn vẹn luôn. Thì mời quý cô chú anh chị đồng hành nha. Dạ. Nè, hồi đó mình đi kiếm cái túc thế này nè. Sao chú? Đây. Cái túc. Cái tí hả? Cái tí nè. Đâu đó thôi. Hồi đó mình đi kiếm cái này nè. Ngày ha. Lên đây là địa biết cái tí liền toàn. Đồng. Đồng. Đó, đồng cái tí ha. Đồng cái tí đó. Không. Ồ, tới giờ cũng còn cái tí nữa tàn. Cũng còn chứ. Đặc biệt. Vậy là nghề của chú hả? Nghề mấy năm rồi. Liếc là gặp IT liền luôn tàn. Biết đâu không liếc hồi có gặp bảo vật vậy. Vậy. Rồi lên đây không? Không. Này nè, giếng tiên nè chú. Đặc biệt thì kính thưa quý cô chú anh chị, tại giếng tiên này có bộ lư hương nè. Cái ly hương quý vị. Để mà bà con tới đây thỉnh nước, rồi thắp hương cầu nguyện quý vị. Và đặc biệt một điều á, giếng ở đây ít có khi nào mà cạn lắm nha quý vị. Đây nè chú, ở đây giếng này á, là có nhiều người bệnh đó chú. Rồi. Lại đây thỉnh uống hết bệnh ha. Cho nên á, là có cái lư hương đây nè, thì á, là để chi để bà con về đây khi mà cầu cúng đó chú, đó để mà thỉnh nước về uống trị bệnh ha. Chú chắc là đó giờ lo đi mưu sinh đi kiếm sống không, đâu có nghe ai kể gì này. Nếu mà có duyên chú gặp ông Lục Cà Cha hỏi thăm ông ha. Cũng nhờ bà con hết bệnh đó trở về đây cúng dường để mà xây cất những cái ngôi thờ mới nè. Bây giờ chú sau lưng chú nè, thấy không đẹp ha. Đúng rồi. Nam Mô A Di Đà Phật. Và vâng, kính thưa quý cô chú anh chị, bây giờ video thì cũng đã dài, Châu Phú xin kết thúc video tại đây nha. Và xin chân thành cảm ơn chú Trao Đen nhiều. Và Châu Phú cũng sẽ mời quý cô chú anh chị xem tiếp tục một đoạn video. Tính kết thúc mà xem đoạn video, Châu Phú sẽ về nhà chú Trao Đen để mà quay cái mâm để cho quý cô chú anh chị chưa có xem được cái video trước đó, thì quý vị có thể xem vào cuối video này. Theo sau đây là chú Trao Đen, là chồng của chị đã trở về. Chú sẽ cùng nguyện đây chúng ta thấy chiếc mâm đang để rất là trang nghiêm. Nam Mô A Di Đà Phật. Quá đặc biệt. Đây, chú Bảy vô đứng gần nha chú. Đây là cái chiếc mâm mà anh cho em hỏi là chiếc mâm này anh cái cơ duyên gì mà anh lại được cái mâm này với anh hả? Anh có thể chia sẻ là cái cơ duyên nào mà anh đào được cái mâm này nè.
để lại cho anh Dũng anh biết luôn kìa. Dạ. Mời ngồi xuống đi, mời ngồi xuống đi ha. Ngồi hay đứng. Ngồi xuống đi. Ngồi đi, ngồi đi. Dạ, Nam Mô Đạo Phật. Chú Phú ơi, hướng qua đây để nó sáng hơn. Hướng qua đây. Bên đây có đèn, cái đèn xuống. Qua đây nè, qua đây nè, qua đây cho mày, qua đây cho mày. Qua đây mày, anh sẽ kể sơ lại cái này. Còn mấy đèn trước kìa. Ở đây rồi. Đây rồi, đây là đây, đây sáng rồi. Chị vô ngồi gần ảnh đi chị. Có đèn sáng chị vô ngồi gần ảnh đi. Chị vô ngồi gần ảnh đi.